hiện tại sau khi đã điều trị cho hàng trăm khách hàng của hệ thống Zuni thì khách hàng rất là hài lòng với kết quả này. Thì nhân đây cũng gửi lời cảm ơn đến công ty Cuộc Sống Tươi Đẹp đã mang về và giới thiệu một cái dòng sản phẩm rất là tốt và chuyên nghiệp để chị có cái cơ hội giới thiệu về phần trị liệu cho khách hàng của bên Zuni Beauty Center. Thành cảm ơn. Em xin gửi đến chị một cái lời chúc sức khỏe cũng như là cảm ơn anh chị đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành với công ty của em. Em chào chị Đen ạ. Hôm nay thì em muốn phỏng vấn một chút là sau những lần mà chị sử dụng liệu trình và cốc cao bên phía bên em thì chị có cái cảm nhận gì về sự thay đổi hay không ạ? Cũng giống như là khi mà chị sử dụng những liệu trình cho khách của mình tại spa thì cái phản hồi như thế nào ạ? Xin chào tất cả các bạn, tôi là Vân Anh, là chủ spa của Kerlut. Hiện tại thì chúng tôi đang áp dụng với phương pháp điều trị nám Baby Face và kết hợp với máy Dermaceptor cùng với dòng sản phẩm điều trị ở nhà là dòng Skin. Kết quả cho thấy rằng có thể điều trị được nám mảng và nám nội tiết, nám đốm. Không những điều trị nám mà vấn đề về phục hồi da đối với những da mòn mỏng, da yếu, do giãn mau mạch, do sử dụng những cái dòng sản phẩm kém chất lượng thì chúng tôi đã phục hồi được một làn da khỏe cho khách hàng. Kerlut Spa mong rằng chúng ta hãy là những khách hàng thông thái để lựa chọn cho mình được những cơ sở làm đẹp uy tín, sử dụng những dòng sản phẩm chất lượng và an toàn để làm sao da của chúng ta ngày càng đẹp và khỏe hơn.